Diễn biến phim đến hiện tại, Neha được xuất viện sau khi hôn mê 12 năm và trở về nhà. Cô biết rằng mối tình thời thơ ấu của cô là Aman chuẩn bị kết hôn với em gái Akansa của cô. Aman không thể lạnh lùng mãi được, anh thích Neha. Khi bà Kamini biết chuyện, con bé đã không được bước chân vào cái nhà này. Nhưng sau khi nghe Gathil nói, bà Kamini thay đổi quyết định của mình. Bây giờ bà nói cho con nghe. Con là con trai của Adil. Nếu con cảm thấy đúng, thì cứ cưới con bé đó đi. Đón xem diễn biến tiếp theo. Trên miệng em dính kem kìa. Ồ, đây hả? Chú Aman, xem chai nước mới của con nè. Cô mua cho con đó, đẹp không chú? Nè Suraj, để lát nữa rồi chú coi nha con. Nè Hà, con đi rửa mặt rồi đi ra đây. Dạ, xong rồi đi ra đây nói chuyện với Aman. À đúng rồi, anh cũng đừng đi đâu, ở đây nha. Em cũng có chuyện muốn nói đó. Con cũng đi đi. Neha là niềm vui của nhà mình. Giờ nó đi lấy chồng rồi, nhà mình buồn lắm đây. Nhưng là tin vui cho chúng tôi đó. Bây giờ Neha sẽ trở thành niềm vui cho gia đình tôi. À chị ơi, anh muốn nói gì hả? Ôi thần linh ơi, con chào dì. Con phải làm thêm lễ gì nữa hả mẹ? Còn một cái nữa. Dạ. Nhưng trước khi làm, chị muốn nói chuyện với con. Với con sao? Nếu gia đình không phản đối thì tôi nói chuyện riêng với Neha một chút có được không? Con có làm gì đâu. Nãy giờ con đâu có ở đây đâu dì. Cho con xin lỗi gì ạ? Trước tiên con phải nghe coi dì muốn nói gì chứ. Đưa dì vào phòng của con đi. Vào phòng con sao? Ừ đi đi. Aku, em cũng đi với chị. Đi nè. Không được đâu chị. Chị đi đi. Mọi người chỉ ở ngoài này thôi. Đi đi chị. Đi đi. Đi đi nào. Dạ vậy dì ơi, mình đi thôi dì. Bà biết không bà, dù chúng ta có cố gắng thế nào thì đây cũng là điều sắp xảy ra mà bà cũng chấp nhận rồi. Một mũi tên trúng cả hai con nhạn luôn bà ơi. Cậu Aman vui, bà cậu Munda cũng vui. Cả con cũng không vô cảm đến như thế. Hay quá chừng luôn à. Hay cái gì mà hay chứ, đâu phải cứ nói vậy là được đâu. Nghĩ cho chúng ta đi. Còn tôi chỉ nghĩ tới Munda của tôi thôi. Để cho thằng Aman nó thích làm gì thì làm, nó tự làm tự chịu. Đó không phải là mối bận tâm của tôi. Chỉ là nó đừng có động gì đến Munna của tôi thôi. Tôi sẽ cho Munna cưới con bé nhà giàu đó, rồi bỏ hết đám người này ở lại. Munna nó là cháu cưng của tôi. Chỉ có nó mới thương tôi thôi, mà tôi cũng thương nó. Đúng là vậy đó bà. Nhưng bây giờ bà sẽ làm gì? Cái con điên đó gây chuyện từ hôm Diwali đến bây giờ vẫn còn hậu quả ngay trước mặt chúng ta. Giờ nó vẫn còn chưa vào đây. Nếu nó qua đây sau khi bước 7 vòng quanh đám lửa thì nó sẽ mang lửa vào nhà ta đó, bà ơi. Nè cha Danh Thi, cô nghĩ tôi giờ sẽ làm gì? Bộ cô nghĩ tôi sẽ làm A Thi cho nó mỗi ngày hả? Tôi chỉ mới nói đồng ý cho cưới thôi. Tôi đã chấp nhận nó đâu. Nếu nó làm cái gì sai, tôi sẽ trả nó về nhà trong 2 ngày. Tôi nhất định tôi sẽ làm cho nó không còn cười được nữa. Cô cứ coi đi. Coi tôi sẽ làm cái gì đây nè. Neha, dì biết con vừa mới hết bệnh xong. Giờ con khỏe rồi dì. Bác sĩ nói vậy đó. Ừ, nhưng mà đã qua 12 năm rồi. Nếu như 12 năm đó con không bị gì, con đã có thể học hỏi được rất nhiều thứ đấy. Dạ.
có khi bây giờ con đang làm việc giống như Aku rồi. Đúng rồi. Nhưng trước tiên con cần phải học được rất nhiều thứ đó Neha. Học hành, việc nhà, bổn phận của con nữa. Con phải thay đổi đó Neha. Như vậy người ta mới không gọi con là trẻ con nữa. Và để được như vậy, con phải học mọi thứ thiệt là nhanh. Bởi vì kể từ giờ, con sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng mà đừng lo, dì sẽ dạy cho con mọi thứ. Dì dạy con hả? Ừ. Con có chịu học với dì không? Dạ. Con có biết việc đầu tiên con phải học là gì không? Nếu con đồng ý với bất cứ chuyện gì thì con chỉ cần gật đầu một lần là đủ rồi, không phải gật đi gật lại đâu. Đề hà, con chỉ cần gật đầu một lần thôi. Dạ xin lỗi dì. Lấy cái này. Cho con hả dì? Một đồng vàng. Là phước lành đó. Hay quá, cho con đó. Con cảm ơn dì. Không đâu, dì phải cảm ơn con. Để nhận phước lành của người lớn con phải chạm chân của họ. Dạ, con xin lỗi. Luôn hạnh phúc nha con. Và qua nhà dì với tư cách là nữ thần sung túc. Nữ thần sung túc nghĩa là gì? Không ai nói với con những gì Ama nói hả? Con thật tình không biết gì luôn sao? Được rồi. Sao chị ấy nói chuyện lâu dữ vậy ta? Em vô đi coi đi em. Từ từ. Chờ một chút họ ra kìa. Cho đến giờ chị vẫn chưa nói gì với Neha sao? Mọi người lại cho con ra rìa nữa hả? Aku nha, em tệ lắm đó. Em... Neha, chờ một chút nào. Để cho mọi người nói đã em. Lúc nãy dì cho con một đồng tiền đấy nè. Con có biết tại sao dì cho con không? Đó là bởi vì bây giờ dì sẽ đưa con về làm con dâu nhà dì. Con dâu con hả? Bởi vì con sẽ cưới Aman. Dì à, dì đừng đùa như vậy nữa. Đám cưới là của Aku và Aman mà dì. Không phải đâu. Con bây giờ mới là đứa sẽ cưới Aman đó. Bà ơi. Ừ. Aman cưới con hả? Ôi, con vui quá đi mất. Nè, con làm gì vậy hả? Bây giờ con nhận phước lành từ dì đi. Con chạm chân dì kìa. Hạnh phúc nha con. Ba. Đúng rồi nè chị, bây giờ chị cưới anh Aman đó. Được rồi, chúng tôi phải về thôi. Còn nhiều việc lắm. Tôi cũng phải chuẩn bị cho lễ đính hôn của Aman và Neha nữa. Về thôi Aman. Chào chị, chào chị. Nào mọi người, bây giờ còn phải chuẩn bị đính hôn nữa. Chúng ta phải đổi tên cô dâu lại thôi nào. Aku, chị có chuyện cần nói với em. Không ai được đi theo nha. Để con. Có chuyện gì vậy chị? Chị xin lỗi, chị biết chị không nên vui quá mà la hét ầm ĩ trước mặt mọi người như thế. Chắc là em đang buồn lắm có phải không? Chị xin lỗi Aku ạ. Chị à, chị vui quá nên mới vậy thôi mà. Đúng là như vậy. Nhưng như vậy em sẽ buồn đó Aku. Nhưng mà tới giờ
Chị cũng chưa hiểu tại sao dì lại nói rằng chị sẽ cưới Aman nữa. Bộ em đã nói gì sao? Sao em phải nói chứ? Mọi người ai cũng biết chị thích Aman rồi mà. Hả? Chị ba cũng biết hả? Đúng rồi. Có phải em nói không? Em nói làm gì chứ? Mà mọi người ai cũng biết anh Aman thích chị đó. Thiệt hả? Thật mà. Vậy thì được. Nhưng em cũng thấy buồn mà đúng không Aku? Em chuẩn bị đính hôn mà mọi chuyện lại thành ra như thế này. Chị này tại sao lại buồn chứ? Bây giờ thế này nha chị, hai người thích nhau thì họ nên cưới nhau mới đúng chứ. Em thiệt là không thấy buồn đúng không? Chắc chưa? Chắc mà. Hứa không? Hứa. Hứa có thần linh chứng giám luôn nha. Được rồi, em hứa. Được chứ nè. Chị ạ, thần linh đã sắp đặt vậy. Thần linh đã gửi chị về bởi vì đây là chuyện phải xảy ra mà. Còn nữa, sau khi chị trở về, Aman và em đã nhận ra chị phải là vợ của ảnh, chứ không phải em. Giờ nghĩ lại, nếu Aman và em cưới nhau thì ba chúng ta sẽ không có ai được hạnh phúc hết. Đó là bởi vì Aman hạnh phúc ở bên chị, còn chị thì với Aman, có phải không? Thực ra, chị đang ngăn tất cả chúng ta mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Thật sao? Thiệt đó, hứa luôn đó. Mà nếu như em gặp được người thích em thật lòng thì em cũng cưới thôi à, giống cách Aman thích chị vậy đó. Ừ. Chị có nên cầu thần linh cho Virat Kohli và em thành đôi không ta? Em rất thích anh ấy mà, chị biết là anh có vợ rồi, nhưng mà thử một chút đâu có sao đâu hả? Chị lại nữa rồi đó. Không ngờ em gái chị lại dễ thương như thế. Chị cũng vậy con gì. Anh không biết em đã ở trong trái tim anh từ khi nào. Từ khi anh biết được em đã ở đó. Và anh hứa có thần linh chứng giám, em chính là mối tình đầu của anh. Ô hô, anh từ giờ có ảnh của chị Neha làm hình nền cuộc đời anh rồi đó ha. Nè, anh đăng hình của chị ấy lên trái tim anh chứ gì. Sao hả? Mắt ông giờ chỉ thấy Neha thôi, nhìn đâu cũng thấy phải không? Mấy đứa quậy cái gì đó, vô đây làm cái gì? Ga Thiêu, giờ anh muốn dành thời gian ở một mình với chị Neha. Anh em trong nhà giờ thành người dưng hết rồi ha. Ừ, thành người dưng nước lã rồi, có vậy đâu mà. Chỉ là anh... Ủa? Cái gì mà anh em, tự nhiên anh mắc cỡ vậy? Em có im đi không hả? Em phải hiểu đi ta, giờ chỉ có chị dâu mới được nói chuyện thôi. Cái chị ở trong tim ảnh kia kìa. Có thôi nói chuyện như phim tình cảm không hả? Hai đứa ra ngoài giùm anh cái đi. Em đọc thơ bằng tiếng Urdu cho anh nha. Ừ, đọc đi Ga Thiêu, đưa đi coi. Viết lên đôi bàn tay của em. Viết lên đôi bàn tay của em. Anh là của em. Biến anh thành tương lai của em đây. Ghê ghê, đi ra. Anh, nghe nè. Ra ngoài lẹ, ra ngoài đi. Được rồi anh, tụi em đi đây, ngủ ngon nha, bye bye. Đi lẹ đi. Anh không biết em đã ở trong trái tim anh từ khi nào. Anna, mọi người trong nhà đi ngủ hết rồi. Anh cũng đi ngủ đi. Không biết giờ này anh Aman còn thức không nữa. Có nên gọi điện cho anh không ta? Lỡ gọi xong người khác bắt máy thì sao? Có thật là Adaman đã yêu mình lâu rồi không? À cô, em nói thật mà phải không? Ừ, chắc là vậy rồi. Aman yêu mình nhiều vậy đó. Mình có đang nằm mơ không đây? Không, không.
Em yêu anh Aman ạ. Em sẽ ngồi xe với anh nè, đi coi phim cùng nhau nữa nè. Từ lúc trở về đến giờ, vẫn chưa được đi coi phim nữa đó. Đúng rồi, hai đứa sẽ đi coi phim, chụp hình chung nè, đi chơi loanh quanh, tận hưởng cuộc sống. Nè cô kia, cô có biết là đầu óc cô có vấn đề không hả? Cô bất tỉnh biết bao nhiêu lâu rồi, cô có vẻ chẳng còn lại gì nữa nhỉ. Thần Linh đã sai lầm khi đã giúp cho cô khỏe mạnh trở lại. Còn bà già đó nữa, bà ấy ở bên đó mà, mình phải làm gì bây giờ? Ôi mẹ ơi, coi nào ông quản lý, ông phải trả lại cho chúng tôi số tiền cọc chứ. Hôm qua tôi đã nói với ông về việc lễ đính hôn bị hoãn lại mà. Thưa ông, chúng tôi không hoàn lại tiền nếu tiệc bị hủy vào phút chót đâu ạ. Phút chót là thế nào? Không phải hôm qua tôi đã báo cho ông rồi sao? Tôi gọi qua văn phòng nhưng không có ông ở đó mà. Thưa ông vẫn chưa hủy tiệc mà, và ông cũng không có nói rõ ràng gì hết đó. Nhìn đây, bản thân tôi cũng không biết rõ liệu việc đính hôn có diễn ra hay là không. Đó là lý do tại sao tôi dừng mọi thứ. Nhưng thưa ông, đó là vấn đề của ông mà. Cái gì? Nói tóm lại, bên ông trả tiền ứng trước cho tôi sẽ qua lấy. Xin lỗi thưa ông, nhưng quy tắc là quy tắc. Nếu ngày nào bên tôi cũng có khách như ông á, chắc bên tôi phá sản mất thôi. Nào là không tổ chức đính hôn, nào là con gái nhà kia bỏ trốn. Im đi, im giùm đi. Ba, chờ ba chút. Vậy còn khoản tiền cọc thì ông nói sao? Này, trả lại khoản tiền cọc cho tôi không phải là thằng ngu đâu. Ba bình tĩnh đi ba. Ông cứ giữ khoản cọc đó đi, tôi không cần nữa. Quần ăn cướp. Ba sao vậy? Khoản cọc hết 50.000 ruby lận đó. Vậy mà ba bảo ông giữ đi sao? Ừ, để hắn ăn hết đi, hắn là thằng ngu. Ngu đần. Ba giận dữ như vậy có giải quyết được gì đâu. Sao mà không giận được chứ? Ba không muốn nghe hắn nói tào lao, hắn xúc phạm ba mà. Ba, khoản tiền cọc đó tới 50.000 rupee lận, chúng ta có thể thay đổi một chút. Bây giờ cũng cần phải làm đính hôn cho Neha nữa, giờ mất một đống tiền luôn. Tiền. Con cứ nghĩ tới tiền là sao vậy Sanip? Còn cái gọi là tôn trọng tiền sao? Có chuyện gì vậy? Thằng con cưng của bà cứ nghĩ chuyện tôi đang làm là sai kìa. Thôi bây giờ muốn làm gì thì làm đi. Sao vậy Sanip? Không có gì đâu mẹ. Có ngày ba sẽ làm cho cái nhà này phá sản mất thôi. Thôi đừng có hỏi nhiều vậy nữa. Tối tôi kêu qua thì cứ qua đây thôi. Biết tôi bao nhiêu năm nay rồi, tại sao lại nghĩ nhiều thế? Tối nay 5 giờ qua đây. Tôi cúp máy đây.
Ủa, hôm nay bà đã gọi cho ai vậy bà? Gọi cho một người thôi. Ôi thần linh ơi, sao bà lại giấu con nữa? Tôi có gì mà giấu chứ. Tối nay cô tự thấy thôi. Thấy ai sẽ tới và có chuyện gì sẽ xảy ra. Đúng rồi, mắt trái của con giật từ hồi sáng tới giờ luôn đó. Có chuyện gì sắp diễn ra rồi đây. Lũ người này gây chuyện, mình sẽ là người phải kết thúc nó. Ba mẹ với thằng con bị dắt mũi chứ tôi thì không đâu nha. Bọn họ đang ngồi trên đầu của tôi đây này. Tôi hy vọng thanh danh của cái nhà này không thành trò cười cho thiên hạ. Rồi á, cái gì cũng đi hết, còn con nhỏ điên đó sẽ dẫn đầu mất thôi. Lấy cái này nè bà. Cô đưa tôi cái này để làm gì? Thôi, đi làm cho xong việc của cô đi. Chỉ cần gọi cái con điên đề hà đó lúc 5 giờ chiều thôi, để rồi xem nó có xứng đáng để làm con dâu của cái nhà này không đây. Diễn biến phim đến hiện tại, Deha được xuất viện sau khi hôn mê 12 năm và trở về nhà. Cô biết rằng mối tình thời thơ ấu của cô là Aman chuẩn bị kết hôn với em gái Arkansas của cô. Aman không thể lạnh lùng mãi được. Anh thích Deha. Khi bà Kamini biết chuyện, con bé đã không được bước chân vào cái nhà này. Nhưng sau khi nghe Gathil nói, bà Kamini thay đổi quyết định của mình. Con là con trai của Anil, cho nên nếu mà con cảm thấy đúng rồi thì con cứ cưới con bé đó đi. Đón xem diễn biến tiếp theo. Trên miệng em dính kem kìa. Ồ, ở đây hả? Chú Aman, xem chai nước mới của con nè. Cô mua cho con đó, đẹp không chú? Nè su trai, để lát nữa rồi chú coi cho con nha. Nè ha, con đi rửa mặt rồi đi ra đây. Dạ, xong rồi đi ra đây nói chuyện với Aman. À đúng rồi, anh cũng đừng đi đâu, ở đây nha. Em cũng có chuyện muốn nói. Con cũng đi đi. Neha, đó là niềm vui của nhà mình. Bây giờ nó đi lấy chồng rồi, nhà mình buồn lắm. Nhưng là tin vui của chúng tôi đó. Bây giờ Neha sẽ trở thành niềm vui cho gia đình tôi. À chị ơi, anh muốn nói gì hả? Ôi thần linh ơi. Dạ con chào gì.